Hôm nay chúng ta sẽ tập chạy nhanh và nhảy. Nhảy cao. Chạy cao đùi. Co gối cao, hít thở đều. Chạy cao gót. Chạm gót vào mông. Chạy đá trước. Đá cao mũi chân. Chạy đá ngang. Chạy lên bụng. Chạy ép dọc. Đứng ngồi hai chân. Đứng thẳng rồi ngồi xổm. Đứng ngồi một chân. Xuống hít vào, lên thở ra. Chân đưa ra trước, cố gắng không đặt xuống đất. Chạm tay vào mũi chân. Co sát gối vào ngực. Nhảy ưỡn thân. Đá trước. Chạm tay vào mũi chân. Nhảy đá ngang. Dang hai chân, chạm tay vào mũi chân. Nhảy đinh tấn. Chân trước co, chân sau thẳng.